Xin chào quý bà con, hôm nay thì máy đang test bộ rửa xe 1HB cho khách hàng về sử dụng để phun đường sầu riêng. Hiện tại khách đang sử dụng bếp mỏ vịt để có thể chỉnh được tia xòe cũng như tia zoom. Vâng, anh khách chưa biết chỉnh, chỉ cần cầm cái này mà mình vặn nhẹ cái là nó sẽ ra xòe hoặc ra zoom lại nha mọi người. Sử dụng rất là đơn giản và dễ. Máy sử dụng motor 1.5 HP, 1.1 kW, rất là tiết kiệm điện. Sau khi test xong thì khách hàng rất hài lòng và thanh toán tiền để lấy máy luôn. Tất cả hàng hóa được công ty được vận chuyển miễn phí đến tại nhà cho khách hàng. Hiện tại chúng tôi đang lên hàng và đi theo khách.